Thời gian qua, cơ quan chức năng đã ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm đồng độ với tiêu chí không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bước đầu đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong công tác đảm bảo trật tự và an toàn giao thông trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, dư luận cũng không khỏi giật mình vì số lượng người vi phạm nồng độ cồn chỉ trong thời gian ngắn như ở Bình Dương, lỗi vi phạm nồng độ cồn tăng hơn 1.800% so với cùng kỳ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Ngày 22 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 10 ngày Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với 10.339 người. Trong 10 ngày Tết Nguyên đán vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện 4.620 người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, số tiền dự kiến xử phạt là hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, cảnh sát giao thông tước giấy phép lái xe có thời hạn 2.583 trường hợp, tạm giữ 4.987 phương tiện. Các lỗi gồm vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá tải, dừng, đỗ sai quy định, chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm. Với lỗi vi phạm nồng độ cồn, cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 4.620 người điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia. Ngoài ra, phát hiện 35 lái xe dương tính với chất ma túy. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh quán triệt tinh thần xuyên Tết, xuyên đêm, không có giờ nghỉ, ngày nghỉ với mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra đua xe trái phép và các vấn đề phức tạp phát sinh. Ngày 16 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương thông tin dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh trực chiếm 100% quân số, xuyên đêm xuyên Tết, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không để xảy ra ùn tắc giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh. Tổng hợp số liệu từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết, Cảnh sát Giao thông đã xử lý hơn 1.600 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 5,6 tỷ đồng, tước 688 giấy phép lái xe, tạm giữ 919 phương tiện, 30 ô tô, 889 mô tô. So với cùng kỳ, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, số xử lý vi phạm tăng hơn 1.410 trường hợp, tương đương 727%, số tiền phạt tăng gần 5,1 tỷ đồng, tương đương 969%. Đáng chú ý, lỗi do vi phạm nồng độ cồn là 787 trường hợp, 26 ô tô, 761 mô tô, phạt tiền gần 4,1 tỷ đồng, tước 475 giấy phép lái xe, tạm giữ 787 phương tiện. So với cùng kỳ, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, số xử lý vi phạm tăng 746 trường hợp, tương đương 1.819%, số tiền phạt tăng hơn 3,8 tỷ đồng, tương đương 1.377,1%. Ngoài ra, cảnh sát giao thông còn xử lý vi phạm các lỗi tốc độ, cơi nới, chở hàng quá tải trọng. Cũng trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 4 đợt ra quân với 20 lượt cán bộ, chiến sĩ tiếp sức, tặng 500 phần quà, nước uống, thực phẩm cho hơn 300 thanh niên, công nhân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người dân trên địa bàn về quê đón Tết. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Dương, thời gian tới tiếp tục bố trí lực lượng cảnh sát giao thông thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân quay trở lại địa phương để công tác, lao động, học tập. Đồng thời, tổ chức ra quân, bố trí tối đa lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng khác để tổ chức triển khai các phương án phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm, các tuyến cửa ngõ, giáp danh, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân trong các ngày lễ hội đầu xuân năm 2024, nhất là lễ hội rằm tháng Giêng. Tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, trọng tâm là xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, xe ô tô vận chuyển hành khách quá số người quy định, nhồi nhét khách, xe quá khổ, quá tải. Ngày 14 tháng 2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ ngày 29 đến ngày mùng 5 Tết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh được bảo đảm ổn định, lực lượng cảnh sát giao thông làm việc xuyên Tết, xử lý vi phạm nồng độ cồn.
an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn được giữ vững, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, phạm pháp hình sự được kiềm chế và kéo giảm 29,41%, không để xảy ra trọng án, các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn giao thông giảm 8,3%. Theo đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ phạm pháp hình sự, giảm 29,41%. Lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 11 trên 12 vụ, đạt 91%. Về tình hình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong dịp Tết, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đảm bảo 100% quân số. Qua đó, đã phát hiện lập biên bản xử lý 2.347 trường hợp, phạt tiền hơn 7,1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, kiểm định 542 trường hợp, tạm giữ 1.181 phương tiện. Riêng về nồng độ cồn, trong 7 ngày nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử phạt 1.101 trường hợp, phạt tiền gần 4,3 tỷ đồng. Công tác phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời 8 vụ cháy, ngăn chặn một vụ có ý định tự tử. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, có được kết quả trên, ngay từ rất sớm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Kết quả trên đã góp phần quan trọng bảo đảm tốt an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn. Bộ Công an cũng vừa có dự thảo báo cáo Quốc hội giải trình quy định hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 vừa qua. Đáng chú ý, theo nội dung dự thảo báo cáo của Bộ Công an, việc uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là vấn đề xã hội không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Do vậy, hiện các quốc gia trên thế giới quy định xử lý rất nghiêm đối với hành vi này. Trong đó chia làm hai nhóm, nhóm cấm tuyệt đối vi phạm nồng độ cồn và nhóm quy định về ngưỡng nồng độ cồn được phép đối với người lái xe. Tuy nhiên, ở Việt Nam, văn hóa và giao thông hiện rất cần nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện vì điều kiện tham gia giao thông ở nước ta có nhiều đặc thù. Bên cạnh đó, theo khảo sát của một số tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong số nước có mức tiêu thụ rượu, bia và đồ uống có cồn đứng vào loại cao trên thế giới. Đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 10 châu Á và thứ 29 trên thế giới. Đây là tỷ lệ rất đáng báo động. Theo dự thảo của Bộ Công an, rượu bia là một trong những nguy cơ gây tàn tật và tử vong hàng đầu ở nước ta. Hơn 50% các vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, hiếp dâm, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà người phạm tội trước khi gây án có sử dụng rượu bia và hơn 30% các vụ bạo lực gia đình có liên quan đến dùng bia rượu. Do vậy, Bộ Công an cho rằng cần kiểm soát chặt nồng độ cồn, ngoài ý nghĩa đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Dự thảo Bộ Công an cho biết, văn hóa ẩm thực nước ta có nhiều điểm đặc thù, có tính cả nể. Nếu quy định nồng độ cồn bằng không thì không uống, nhưng nếu có một hạn mức nào đó thì lái xe có thể gặp trường hợp bị ép uống. Dự thảo của Bộ Công an nêu, bên cạnh đó, đồ uống có cồn gây nghiện, đã uống thì không dễ dừng, mà khi đã say thì sẽ khó nhớ luật quy định gì. Có trường hợp nhậu từ hôm trước mà hôm sau vẫn bị phạt vì uống quá nhiều hoặc do cơ địa. Nhiều người hôm trước nhậu say, hôm sau vẫn váng đầu nhức óc cả ngày, ảnh hưởng đến khả năng lái xe. Việc lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo có thể gây ra thảm họa với những người vô tội, như một số trường hợp lái xe say rượu gây tai nạn liên hoàn thời gian qua. Cũng theo văn bản này, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân hiện nay chưa tốt, xem thường pháp luật, cố ý vi phạm pháp luật về giao thông, thậm chí thách thức lực lượng chức năng khi bị kiểm tra xử lý. Khi một ý thức tồi có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người, do đó xã hội rất cần sự nghiêm khắc, dự thảo của Bộ Công an nêu. Vẫn theo dự thảo này, Bộ Công an cho rằng quy định cấm người tham gia giao thông điều khiển phương tiện sau khi dùng rượu bia đã được quy định tại luật phòng chống tác hại của rượu bia. Luật không cấm uống rượu bia, chỉ cấm uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Lấy dẫn chứng, Bộ Công an thống kê từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia chiếm 20% tổng số người chết bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra. Bên cạnh đó, việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn với lái xe đang phát huy hiệu quả, thể hiện trong năm 2023, số vụ tai nạn liên quan đến rượu bia giảm 25%, giảm 50% số người chết và giảm 22% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Từ các lý do nêu trên, Bộ Công an khẳng định
nên tiếp tục kế thừa quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia, cấm tuyệt đối người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện tham gia giao thông để có chế tài xử lý nghiêm khắc, dần hình thành thói quen, văn hóa, đã uống rượu bia thì không lái xe. Sau khi ý thức, văn hóa giao thông hình thành tốt, có thể nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.